Hôm nay mình sẽ demo một chương trình viết bằng AMK có khả năng đa luồng điều khiển nhiều cửa sổ giả lập Android một lúc. Ok, thì trên màn hình các bạn thấy có ba cái giả lập memu. Thì máy mình cấu hình cũng yếu ấy, nên chỉ demo được ba luồng thôi. Cái đa luồng này sẽ không chiếm chuột nhé. Sẽ demo với một cái game đơn giản này thôi. Chẳng hạn mình bấm mở game, sẽ cùng lúc mở lên. Cái auto này không chiếm chuột nhé, mình có thể đặt cửa sổ bất kỳ đâu tùy thích. Chẳng hạn mình muốn bấm nút đăng nhập đi. Đó, thì mình đang viết dở đến đây thì demo thôi nên cũng không viết chi tiết. Rồi, đóng game. Mở lại game. Trở về home. Đấy. Mình đã demo cho mọi người thấy khả năng xử lý đa luồng của AMK rất là nuột na.